Chào các bạn hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ rất là cổ điển của hãng Kienzli. Đây là chiếc đồng hồ automatic, tức là nó sẽ tự động lên dây nhờ cục pin. Và chiếc đồng hồ được sản xuất tại Đức. Các bạn nhìn thấy chữ Made in Germany ở dưới này. Thiết kế nó cũng khá đặc biệt. Toàn bộ thân đồng hồ này là một tấm gốm á. Có trang trí hai cái nhành hoa hai bên. Và mặt kính này được bo nổi. Ở mặt sau các bạn sẽ quan sát thấy phần máy đồng hồ. Nó là một chiếc máy rất đặc biệt của hãng Kienzli cái in Germany sử dụng một viên pin chung cái pin này nó có sẽ nhiệm vụ là cung cấp điện để đồng hồ tự lên dây các bạn thấy cơ cấu hoạt động của máy này khá giống đồng hồ đeo tay tự động tuy nhiên thì nó sử dụng pin để lên dây các bạn nhìn thấy có tóc kìa đấy, đồng hồ đang chạy đấy tích tắc tích tắc tóc giống hệt như cái đồng hồ đeo tay chúng ta đang đeo đồng hồ tự động và trên cái phần nắp của đồng hồ chúng ta thấy in chìm hãng Kienzli sản xuất tại Đức với đặc điểm là cái đồng hồ tự động lên dây ấy nên khi mà tôi tháo pin này ra này thì nó vẫn còn cót để chạy nhé bạn thì này đồng hồ vẫn chạy bình thường khi tháo pin tức là có lưu cái cót trong này cái việc lên cót nó có từng thời điểm một thôi nó sẽ dùng năng lượng của pin lên cót sau đó một lúc sau lại lên thành ra là pin cũng rất là tiết kiệm thì mà tháo pin ra khá lâu rồi mà nó vẫn chạy chúng ta sẽ thấy một cái kim màu đen này để chỉnh nhanh chậm này đây là nhanh, để chậm Núm này để chỉnh giờ Và đây là khay nắp pin Các bạn xoay cái núm này để quay kim phút và kim giờ Và thì đồng hồ nó sẽ chạy bằng pin Mặt, mặt kính này các bạn có thể tháo được Có cái núm vặn đây bạn vặn, vặn này. Và chúng ta nhấc toàn bộ cái phần mặt kính ra để vệ sinh được Mặt này là mặt gốm nhé là Các bạn nhìn thấy chữ made in Germany kim mạ bạc rất là đẹp đây là mặt kính Sau rồi các bạn sẽ vặn cái ốc này nó sẽ giữ chặt ở chỗ này để các bạn móc treo tường về mặt kích thước chúng ta sẽ có một cái đồng hồ hình chữ nhật với chiều ngang là khoảng 22 cm chiều đứng là khoảng 5 cm và chiều dày của đồng hồ là khoảng 7 cm thì nếu mà các bạn quan tâm tới cái đồng hồ Kiansony của Đức, đồng hồ Automatic, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại ở bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh đồng hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.